Hello, kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị làm cái nhiệm vụ shipbox trên cái ví Sapan và để nhận được những phần thưởng airdrop miễn phí là những cái coin, cái token hoặc là LFT. Thì để làm nhiệm vụ này, quý vị cần sử dụng cái ví phần mềm Sapan. Trường hợp quý vị sử dụng ví phần mềm thì quý vị cần phải hold thêm 100 cái token SFP. Ngoài ra quý vị cần phải có tài khoản Twitter này và cái tài khoản Discord. Rồi thì ở đây tôi đã vào cái ví Sapan. Tôi sẽ chọn vào cái DApp này. DApp chọn tiếp vào cái Zipbox. Zipbox. Quý vị chờ trong giây lát. Đó, thì đây là danh sách các đợt airdrop mà ví họ đã phát hành cho những người hoàn thành cái nhiệm vụ và sẽ nhận được thưởng. Như ở đây là một cái chương trình đang sắp diễn ra đây này, thời gian đếm ngược này, đó. Còn dưới này là những cái chương trình đã kết thúc. Đó, để hoàn thành một cái nhiệm vụ và nhận được thưởng thì như yêu cầu ở đầu video tôi đã nói rồi, quý vị cần phải hoàn thành những cái câu trả lời ở trong này nữa. Đó. Thì thường mỗi một đợt airdrop họ sẽ có những cái thông báo ở trên cái mạng xã hội Twitter và cái mạng xã hội là Discord. Đó, ví dụ tôi vào một cái này thì toàn bộ đây là những cái thông tin nó liên quan đến đợt airdrop cũng như là cái token mà họ phát hành. Quý vị vuốt lên và quý vị cần hoàn thành các nhiệm vụ ở đây. Nhiệm vụ thứ nhất, quý vị cần trả lời các câu hỏi này. Chọn tiếp vào Take Quick. Đó, thì ở đây quý vị cần trả lời các câu hỏi. Quý vị nên sử dụng nhiều thiết bị. Đó, ví dụ cái tích màu xanh này này là tôi đã trả lời đúng. Còn cái tích màu đỏ đây là trả lời sai. Thì cái câu trả lời sai này nó sẽ có cái gợi ý là câu trả lời đúng như thế này. Ok chưa? Sau khi trả lời tất cả các câu hỏi, quý vị hãy chọn vào Submit. Đó. Thì những cái câu hỏi nào sai nó sẽ có gợi ý. Trường hợp quý vị trả lời mà không đạt yêu cầu thì họ sẽ loại bỏ luôn cái thiết bị điện thoại của quý vị. Vì vậy quý vị nên sử dụng nhiều thiết bị điện thoại để hy sinh một cái đầu tiên và lấy cái câu trả lời đúng để làm những cái nhiệm vụ sang những cái thiết bị thứ hai. Rồi bây giờ tôi sẽ back lại. Đó, đấy là cái nhiệm vụ thứ nhất đã xong, tôi sẽ back lại. Tiếp đến là cái nhiệm vụ thứ hai. Thường thì họ sẽ bán cái token. Quý vị muốn mua cái token ở cái giai đoạn đầu hay còn gọi là IDO đấy, thì quý vị có thể join vào cái Whitelist để đăng ký vào cái danh sách trắng. Đó, thì quý vị chọn vào Verify. Tiếp theo là cái phần Twitter. Đó, phần này quý vị phải có tài khoản Twitter. Tài khoản Twitter của quý vị phải có hơn 10 người theo dõi và phải có thời gian hoạt động từ 180 ngày trở lên. Đó. Thì quý vị cần phải follow cái Sapan này và cái token mà họ liên kết với ví. Đó. Bước thứ nhất là follow hai cái này. Rồi bước thứ hai là quý vị hãy copy cái dòng referral code này. Đó. Copy cái này cho quý vị. Click vào cái đường dẫn Twitter này. Quý vị hãy retweet cái đường cái dòng Twitter này và dán cái đoạn code này vào. Đó. Rồi quý vị hãy lấy cái đường link. Ok chưa? Lấy cái đường link. Lấy đường link thì quý vị hãy dán nó vào cái phần dưới này. Đó, dán nó vào đây. Ok chưa? Dán xong, quý vị chọn vào Verify để xác minh. Rồi, đấy là cái nhiệm vụ thứ 3 quý vị cần hoàn thành. Cái nhiệm vụ thứ 4 là join vào cái mạng xã hội Discord.
Đó, quý vị chọn vào cái zip link này. Đó. Đó, thì ở đây tôi đã cài đặt sẵn cái mạng xã hội Discord rồi. Đó, quý vị click vào và chấp nhận lời mời. Rồi quý vị xác minh ở trong cái phần bot. Nó tùy từng đợt, có đợt quý vị chỉ cần chấp nhận là nó sẽ vào ngay thôi. Nhưng mà có những cái họ sẽ yêu cầu là phải xác minh. Đó. Rồi, thì đó là bốn cái nhiệm vụ mà quý vị cần hoàn thành. Cũng tùy từng đợt, có những đợt mỗi nhiệm vụ nó sẽ khác nhau. Không có đợt nào giống đợt nào cả. Ok chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ back lại. Thì quý vị hoàn thiện cái nhiệm vụ đấy, thường thì sau 48 giờ họ sẽ phát thưởng cho quý vị tự động vào ví. Đó, quý vị có thể kiểm tra cái phần thưởng ở cái phần này. Đây, tôi sẽ vào tôi kiểm tra luôn này. Đó. Ví dụ ở đây là cái phần thưởng này, họ mới phát gần đây nhất. Đó. Rồi. Và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Quý vị đừng quên đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.